Hiền Hồ bị hủy show, netizen đòi phong sát toàn diện sau chuỗi ảnh ôm hôn CEO đã có vợ. Sau scandal gây chấn động những ngày qua, hình ảnh của Hiền Hồ trong mắt khán giả đã hoàn toàn sụp đổ. Suốt vài ngày qua, mạng xã hội lan truyền loạt tin tức khá tiêu cực về Hiền Hồ. Điều này bắt nguồn từ khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng CEO Hồ Nhân nắm tay ôm hôn cực thân thiết. Có lẽ chuyện sẽ không ồn ào nếu CEO Hồ Nhân không phải là người đã có vợ. Rất nhiều khán giả đang đem câu chuyện này ra mổ xẻ theo nhiều hướng khác nhau. Xét đến yếu tố hình ảnh, Hiền Hồ hiện đang bị công chúng đánh giá thấp sau loạt ồn ào. Đặc biệt là khi giọng ca có như không có vẫn giữ im lặng suốt nhiều ngày qua, nhiều người vẫn cho rằng dù chưa rõ ngọn ngành mọi chuyện ra sao nhưng đối với người nghệ sĩ, ngoài những cống hiến, sản phẩm chất lượng thì hình ảnh cá nhân vô cùng quan trọng. Loạt hành động trên đã khiến cư dân mạng phần nào nổi giận, kéo theo đó là hàng loạt các group anti mọc lên, vô số bình luận tiêu cực được để lại. Netizen còn yêu cầu phong sát nữ ca sĩ trên các mặt trận truyền thông. Một số bình luận được đưa ra như, đừng nói là sống thoáng hay gì, từ xưa đến nay ở đâu cũng coi việc làm tiểu tam, chăn chân vô gia đình người khác là không đúng. Đây còn là nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật, là thần tượng của bao người, làm sao chấp nhận được nữa. Thậm chí có không ít người mong làng giải trí sẽ phong sát nữ ca sĩ. Tài giỏi như thế mà không biết tận dụng, phong sát giùm cô này cái đi. Sao biết việc nên bắt chước phong sát giống K-Biz hay C-Biz, đừng dễ dãi để rồi những sự việc như này xảy ra liên tục. Khi vẫn đang trở thành tâm điểm của scandal đời tư thì ban tổ chức của một show diễn đã công bố poster mini show với sự xuất hiện của Hiền Hồ tại đêm nhạc ở Đà Lạt. Việc Hiền Hồ comeback trên sân khấu ngay khi ồn ào đang gây chấn động dư luận đã lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo thông tin từ ban tổ chức, show diễn có sự xuất hiện của Hiền Hồ sẽ có 4 mức giá khác nhau. Cụ thể, hàng vé cao nhất có vị trí ngồi sát sân khấu ở hai hàng ghế đầu có giá trị 1,3 triệu đồng. 4 hàng ghế tiếp theo có trị giá vé là 1,1 triệu đồng. Hai hàng vé còn lại có giá trị lần lượt là 900.000 đồng và 600.000 đồng. Trước đó, việc Hiền Hồ vẫn xuất hiện trên poster mini show âm nhạc đã khiến một bộ phận cộng đồng mạng gay gắt thể hiện sự phản đối. Nhiều người cho rằng việc một nghệ sĩ đang có scandal đời tư nhưng vẫn biểu diễn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ diễn chung và cả hình ảnh của đơn vị tổ chức show có tiếng tại Đà Lạt. Trước làn sóng dư luận, nữ ca sĩ đã bị hủy show âm nhạc tại Đà Lạt. Phía đơn vị tổ chức qua tin nhắn, phía đơn vị này xác nhận thông tin Hiền Hồ không còn trình diễn ở sự kiện chiều 11 tháng 4 nữa. Thay vào đó là nữ nghệ sĩ nhạc của Trang. Như vậy, sau loạt ồn ào, Hiền Hồ vẫn đang ở ẩn và chưa tái xuất trên bất kỳ sân khấu âm nhạc nào tính đến thời điểm hiện tại. Giờ đây, ắt hẳn các nhãn hàng cũng e ngại việc hợp tác với cô trong thời điểm này vì sợ netizen sẽ tác động vào sản phẩm danh tiếng. Thế mới thấy scandal có sức ảnh hưởng khủng khiếp tới sự nghiệp của người nghệ sĩ như thế nào. Đến đây, cư dân mạng bỗng đồng loạt nhớ lại thời điểm trước khi Hiền Hồ nổi tiếng chỉ là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Câu chuyện về quá khứ khó khăn của Hiền Hồ từng khiến khán giả không khỏi cảm phục. Theo đó, Hiền Hồ sinh năm 1997 tại một gia đình nghèo ở vùng quê thuộc Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Cô là người con thứ 5 trong 6 anh chị em. Do bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các anh chị em của nữ ca sĩ phải đi lập nghiệp ở nhiều nơi. Bố mẹ Hiền Hồ có một khoảng rừng trồng cà phê, nhưng sau khi bố mất, năm Hiền Hồ 5 tuổi, một mình mẹ cô phải cán đáng để nuôi nấng 6 người con trưởng thành. Nữ ca sĩ cho biết gia đình cô không thuộc hộ nghèo nhưng cũng không giàu có, chỉ đủ ăn. Khi các anh chị em lớn tặng đi làm ăn ở nhiều vùng, Hiền Hồ cũng quyết xin mẹ rời quê để lên thành phố Buôn Ma Thuột học văn hóa và tìm một con đường đi cho tương lai chứ không muốn sống cuộc sống lại gắn bó với việc trồng cà phê. Sau khi học xong cấp 2, cô quyết định không học lớp 10 ở trường làng mà chuyển lên học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập ở tuổi 15. Tại đây, ban ngày cô làm việc ở phòng trà, tối đi học văn hóa. Nhờ tiếp xúc với môi trường nghệ thuật mà cô có cơ hội thay đổi niềm đam mê ca hát. Hiền Hồ sau đó cùng bạn bè đăng ký dự thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và đã vào đến vòng chung kết đạt giải nhất ở dòng nhạc nhẹ. Sau đó cô rút hồ sơ để chuyển vào Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh học tiếp lớp 12 và thỉnh thoảng đi hát ở những phòng trà để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Cô cũng tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn 2016, tuy nhiên lại không gây được nhiều sự chú ý. Chia sẻ với truyền thông, cô cũng cho biết vào khoảng thời gian làm việc tại phòng trà thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Hiền Hồ tiết lộ cô chỉ nhận cát-xê 150.000 đồng khi hát cả chục bài trong một đêm. Đây là con số cực kỳ chênh lệch nếu so với số tiền cát-xê mà Hiền Hồ có thể kiếm được trong một show diễn hiện tại. Theo đó, giá cát-xê của Hiền Hồ cho một đêm diễn hiện tại dao động từ 250 đến 350 triệu đồng.